Việt Nam đề xuất xây siêu kinh đào có tổng vốn lớn gấp 10 lần kênh Phú Nam Tê Châu đồng bằng sông Cửu Long được cứu. Hãy tưởng tượng nếu một kênh đào dài 14 km với tổng vốn đầu tư lên đến 14,4 tỷ USD hay một cây cầu vượt biển liên tục dài nhất thế giới với chi phí đầu tư 12.000 tỷ được xây dựng thì nâng tầm Việt Nam khủng cỡ nào. Siêu kinh đào này không chỉ là giải pháp tối ưu cho tình trạng khô hạn kéo dài ở Quảng Trị và đồng bằng Bắc miền Trung mà còn có tiềm năng triệt tiêu hoàn toàn lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Hơn thế nữa, nó còn mở ra cơ hội để Việt Nam xây dựng một nhà máy thủy điện quy mô lớn, đưa quốc gia bước thêm một bước dài trên con đường phát triển năng lượng bền vững. Trong khi đó, cây cầu vượt biển liên tục dài nhất thế giới được xây dựng không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế và ngành du lịch Việt Nam mà còn đưa đất nước lên tầm cao mới trên trường quốc tế thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Vậy cụ thể, những siêu dự án đó là gì và tính khả thi của nó ra sao? Đặc biệt, có tác động gì khi Campuchia đã quyết định xây kinh đảo Phủ Nam với kinh phí đầu tư là 1,7 tỷ đô la Mỹ. Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Theo nhiều người Việt, khi Campuchia quyết xây kênh đào Phú Nam, Việt Nam cần có một công trình tương xứng và quy mô tầm ảnh hưởng kinh tế, quân sự và xã hội. Vì thế đã có nhiều ý kiến đưa ra, trong đó quan điểm cho rằng Việt Nam có thể xây dựng các công trình lớn như cầu vượt biển hay kênh đào. Khi kênh đào Phủ Nam bắt đầu triển khai, ý tưởng về những siêu dự án này lại được nhiều người trông đợi. Siêu dự án kênh đào Đông Dương Đề xuất này là tâm huyết của nhà khoa học địa chất Phạm Văn Quang, người từng giữ vị trí Viện trưởng Viện Địa chất Môi trường. Ông Quang được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao, thậm chí họ còn thừa nhận rằng Ông Quang hiểu biết về hệ thống sông ngòi Nước họ hơn cả họ Câu chuyện về đề xuất táo bạo của ông Quang Bắt đầu vào tháng 3 năm 1982 Trong chuyến khảo sát để vẽ bản đồ tại Quảng Trị Ông đã phát hiện một vết đất gãy Tuyệt vời ở dãy Trường Sơn Tại Làng Cát Nơi sông rào quan chảy qua Độ cao của khu vực này So với mực nước biển chỉ là 14 mét Bên kia biên giới sông Sê Băng Hiền Cô Lào lượn lờ vào biên giới Việt Nam Cách làng tròi chỉ 14 km theo đường chim bay Tiến sĩ Quang đã nảy ra ý tưởng Chỉ cần đào một con kênh dài 14 km Nối liền hai dòng sông Sau đó đắp một con đập trên sông Mê Công Nước sông Mê Công sẽ dâng cao Và chảy ngược theo dòng Thạch Hán tuồn ra cửa Việt Lợi của dự án này sẽ cực kỳ to lớn Nguồn nước dồi dào từ sông Mê Công sẽ tiếp sức cho toàn bộ vùng Quảng Trị và đồng bằng Bắc miền Trung. Vốn thường xuyên bị khô hạn, trong khi lũ lụt ở đồng bằng sông Cầu Long sẽ bị triệt tiêu. Tuy nhiên phải 10 năm sau, tiến sĩ Quang mới có thể bắt đầu cụ thể hóa quá trình nghiên cứu dự án. Năm 1992, khi được Lào mời sang vẽ bản đồ địa hình, địa chất và nước dòng sông Mê Công, để xây dựng đập thủy điện nậm thơm. Ông đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu và thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết cho dự án. Sau gần 10 năm nữa, ý tưởng của ông đã định hình thành một dự án hoàn chỉnh và khả thi. Vào mùa khô, sông Sì Băng Hiền đổ vào sông Mê Công tại độ cao 135 m chỉ tranh lệch 40 m so với độ cao 175 m của đoạn trải qua làng chảy. Chỉ cần đắp thêm một con đập cao từ 80 đến 100 m dòng xe băng hiêng sẽ phải đổi chiều. Theo tiến sĩ Quang, với sự điều chỉnh của con đập này, khoảng 25 đến 30% lượng nước sông Mê Công sẽ được chuyển vào sông Thạch Hãn. Tương đương là 26,1 tỷ mét khối nước trong 40 ngày cao điểm lũ. Việc cắt lũ này sẽ giảm 10.000 m khối nước mỗi giây trong những ngày đỉnh lũ ở sông Tiền và sông Hậu đỉnh lũ xuống từ 1 đến 2 mét, giảm thiểu đáng kể những thiệt hại do lũ gây ra cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời vẫn giữ được nguồn lợi từ việc bồi đắp phù sa và khai thác thủy sản cho vùng nông nghiệp miền Nam Bộ. Với trình độ và phương tiện thi công của thế kỷ 21, việc xây dựng kênh đào Đông Dương dài 14 km nối sông Sê Băng Hiêng với sông Thạch Hãn là hoàn toàn khả thi. Theo kỹ sư cao cấp và chuyên gia địa chất công trình Hoàng Khắc Bá do vết đất gãy địa chất ở địa hình của toàn bộ vùng biên giới Việt Lào chỉ gồm núi đồi thấp điểm cao nhất cũng chỉ 365 mét địa hình không có hiểm trở tuyến làng cát địa hình càng thấp hơn chỉ cao 408 đến 410 mét tại điểm tiếp giáp giữa kênh đào Đông Dương và sông Thạch Hãn cao độ này chỉ còn 14 mét Trình lịch so với cao độ 175 m của sông Sê Bằng Hiêng Tại điểm cắt từ làng chạy dài 90 đến 100 m Điều này tạo điều kiện lý tưởng để Việt Nam có thể xây dựng thêm một nhà máy thủy điện tầm cỡ Sau nhiều lần điều chỉnh và chỉnh sửa Vào năm 2000 Dự án trị thủy dọc sông Mê Công cũng chính thức được Trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Văn phòng Chính phủ và nhiều cơ quan hiệu quan khác sau đó nhiều cuộc hội thảo khoa học về đề tài này đã được tổ chức. Dù có nhiều ý kiến khen chê, các ý kiến hội thảo đều đồng ý rằng công trình hoàn toàn mang tính khả thi và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí xây dựng khổng lồ. Tiến sĩ Quang tính toán rằng khối lượng đất đá phải bốc đắp để xây dựng các con đập và cải tạo lòng sông Sê Băng Hiêng lên tới từ 700 đến 800 triệu mét khối. Nếu được thực hiện, nó sẽ là công trình tốn kém nhất của Việt Nam từ trước đến nay với tổng kinh phí từ khoảng 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ. Đó là số tiền của đầu những năm 2000. Còn hiện nay, nhận với mức triệt giá khoảng 1,8 lần của đồng đô la Mỹ, số tiền đầu tư siêu công trình này sẽ phải từ 10,8 đến 14,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào ở Việt Nam nghe thấy cũng phải choàng vàng. Hơn nữa kể cả Việt Nam thông qua xem dự án này sẽ phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu giải trình từ phía các quốc gia liên quan. Đó là điều tự nhiên thôi. Tại sao khi chúng ta yêu cầu Campuchia tham vấn về kinh phủ Nam thì các nước khác lại không có quyền đòi hỏi tương tự về kinh đảo Đông Dương? Dù rằng khi viết về đề án tâm huyết của mình, ông Quang đã khẳng định kênh đảo này sẽ giúp chế ngự lũ cả vùng biển hồ Tôn Sáp giúp Campuchia tránh được ngập úng trong mùa lũ, tạo ra thêm không dưới 10.000 km vuông đất canh tác. Toàn vùng Đông Bắc Thái Lan, nước Lào và một phần Myanmar sẽ có thêm một con đường thủy ngắn và thuận lợi để tiến ra biển Đông. Công trình trên lý thuyết có thể nhìn thấy được sẽ tạo ra một cú hích thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho cả một tiểu vùng sông Mekong rộng lớn. Tuy nhiên, những lý thuyết này có thể thuyết phục được các quốc gia lân bang hay không thì là một điều chưa ai dám khẳng định. Trước năm 2003, nhiều nhà khoa học vẫn hoài nghi câu chuyện thần thoại của ông Quang. Qua mấy năm sau, nhiều người mới ngã ngửa khi phát hiện Trung Quốc đang có dự án giống hệt dự án của ông Quang. Đào hàng loạt kênh dẫn tới tàu chiều dài 1.300 km từ sông Dương Tử phía Nam đưa nước ngược lên châu thổ sông Hoàng Hà, khu giáp phía Bắc với tổng vốn đầu tư là 50 tỷ đô la trong vòng 50 năm. Ấn Độ cũng đã vào cuộc với dự án vẽ lại bản đồ các dòng sông khi họ đào 30 kênh dài trên 10.000 km, tốn 120 tỷ đô la chỉ trong 13 năm để đưa nước ở sông hàng phía Bắc luôn nhấn chìm cả châu thổ Bangladesh sẽ chia cho miền Nam hạn hán. Dù cứ tưởng rằng dự án siêu kênh đảo Đông Dương đã đi vào quyền láng, nhưng mới đây nó lại được nhắc đến trên nghị trường quốc hội. Đại biểu quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định, đã phát biểu với tầm nhìn xa, tôi đề nghị chúng ta cần có ý tưởng chủ động cho tương lai như xây một kênh đảo mới, đơn cử là kênh đảo Cơ Ra, xuất phát từ Nam Thái Lan, hướng tuyến ngang qua đảo Phú Quốc của nước ta tương lai có thể xuất hiện một kênh đào mới mang tên Đông Dương từ sông Mê Công Lào chảy về miền Trung Việt Nam với điểm xuất phát tại điểm sông Sê Bang Hiên đối với phần sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Con kênh tương lai này chỉ có khoảng 14 km nếu đi theo đường chim bay. Đại biểu Kim nhấn mạnh rằng kênh đảo Đông Dương trong tương lai sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ từ nguồn tài nguyên nước cho phát triển nông nghiệp mà còn cả phát triển giao thông vận tải và dịch vụ du lịch cho cả vùng bán đảo Đông Dương. Điều đại biểu Kim nói chính là điều tiến sĩ Quang đã chăn trở từ 45 năm trước. Nếu tiến sĩ Quang nghe được những lời vị tiến sĩ này từng bị mang tiếng là gàn dở chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Siêu dự án cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc Khi nhận đến việc lên kế hoạch và triển khai xây dựng cầu, nhiều người sẽ nghĩ đến các đội ngũ kỹ sư cầu đường với trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn. Tuy nhiên, dự án cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc lại hoàn toàn khác biệt. Nó được đề xuất bởi một nhóm sinh viên vào năm 2016. Cụ thể hơn, cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc là một mô hình báo cáo tốt nghiệp của nhóm sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, được đăng tải vào năm 2016. Dự án có tên thật là cầu SIM nối liền tiền giang và Phú Quốc với tổng chiều dài hơn 45 km sẽ là cây cầu liên tục dài nhất thế giới. Mặc dù cầu nối Hồng Kông, Chu Hải và Ma Cao dài 55 km nhưng có các đoạn cầu cạn trên các đảo và đường hầm dưới biển. Vì vậy, nếu chỉ tính chiều dài qua biển thì không dài bằng cầu Hà Tiên Phú Quốc. Dù trẻ một bài báo cáo tốt nghiệp, ý tưởng cầu vượt biển Hà Tiên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người nhờ vào tính đột phá và sáng tạo vậy nếu cây cầu này thực sự được xây dựng nó sẽ trở thành một cây cầu lớn nhất và là niềm tự hào của việt nam mang lại nhiều lợi ích khổng lồ cho đất nước hình chữ s và giải quyết được vấn đề căng thẳng hiện tại với campuchia những lợi ích to lớn khi xây cầu vượt hà tiên phú quốc phát triển về du lịch hiện tại để di chuyển từ hà tiên đến phú quốc du khách thường chọn hai phương án chính đi phà hoặc tàu cao tốc. Quãng đường từ Hà Tiên đến Phú Quốc qua đường biển dài khoảng 45 km. Thời gian di chuyển bằng phà kéo dài từ 2,5 đến 3 giờ, trong khi tàu cao tốc chỉ mất khoảng 1,5 giờ. Cả hai phương tiện này đều mang đến trải nghiệm thú vị khi du khách có thể ngắm nhìn cảnh biển đẹp và tận hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, việc đi phà hoặc tàu cao tốc đôi khi bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết làm cho chuyến đi không hoàn toàn ổn định và tiện lợi việc xây dựng cầu vượt biển hà tiên phú quốc không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tăng cường khả năng kết nối giúp thu hút thêm đầu tư vào khách du lịch đến khu vực bởi biển đảo có cảnh quan kỳ thú và nhiều bãi tắm hấp dẫn du khách gần xa mà đem đến tiềm năng phát triển du lịch lớn cầu vượt hà tiên phú quốc sẽ giúp hòn đảo này kết nối xuất tiếp với khu vực Tây Nam Bộ, tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa ba mô hình du lịch thịnh hành, du lịch biển đảo, du lịch tâm linh và du lịch miệt vườn của Lào. Được kinh tế đi lên, thu hút nguồn ngân sách lớn cho quốc gia, cầu vượt biển Hai Tiên Phú Quốc kết nối nhanh chóng với các khu vực lân cận, thúc đẩy quá trình giao thương dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển tuyến đường vận tải hàng hóa và hành khách hai chiều phú quốc là hòn đảo có đất đai phì nhiêu thuận lợi cho trồng trọt với rừng bao phủ hết diện tích và nhiều loại động thực vật quý hiếm dự án cầu vượt hà tiên phú quốc được ví nhiều yếu tố kích thích sự phát triển của nền kinh tế địa phương thúc đẩy các ngành nghề liên quan hoạt động sôi nổi dự án sẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài mang lại nguồn ngân sách lớn cho quốc gia và làm giàu cho đất nước trong bối cảnh hiện nay sự đồng bộ kết nối hạ tầng giao thông như các bạn đã biết hiện nay đồng bằng sông cửu long có bốn sân bay dân dụng trong đó có hai sân bay quốc tế là cần giờ và phú quốc vừa qua cục hàng không đã đề xuất bộ giao thông vận tải tìm giải pháp mở rộng mạng lưới đường bay đến các sân bay thuộc vùng đồng bằng sông cửu long nếu có thể cây cầu hà tiên phú quốc sẽ thu hút một lượng khách lớn cho các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đến các sân bay này. Một số địa phương có thể sử dụng lợi thế của sân bay Phú Quốc như sân bay chính của mình. Sân bay Phú Quốc cách Hà Tiên khoảng 50 km và cách Châu Đốc 135 km. Đặc biệt đối với thành phố Hà Tiên là đô thị đang phát triển, có thể coi Phú Quốc như là một đảo sân bay riêng của địa phương. Ngược lại, Phú Quốc có thể kết nối nhanh với các địa phương có tiềm năng du lịch như vùng Tây Nam Bộ, Hà Tiên, Châu Đốc và Cần Thơ. Đường và cầu vượt biển có thể là giải pháp cho các giao thông kết nối hiệu quả trong vùng này. Thêm vào đó, phía Tây Đà Phú Quốc hiện nay cũng đã xây dựng một cảng hành khách quốc tế quy mô tại Đông Dương. Vì vậy, kết nối đồng bằng sức cổ long bằng cầu vượt biển là điều nên làm. Những thách thức phải đối mặt khi khởi công công trình bên cạnh nhiều lợi ích kể trên chúng ta không thể bỏ qua những thách thức khi khởi công công trình này. Vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng cần phải cân nhắc. Theo dự án, tổng vốn đầu tư xây dựng công trình này có thể lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, một con số khổng lồ mà Việt Nam không thể huy động ngay lập tức. Bên cạnh khó khăn về tài chính, dự án còn phải đối mặt với các thách thức kỹ thuật và môi trường. Xây dựng một cây cầu vượt biển dành cho thế giới đòi hỏi công nghệ tiên tiến và giải pháp kỹ thuật hiện đại, đồng thời phải đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường biển. Các vấn đề này vẫn đang được thảo luận, nghiên cứu để tìm ra phương án khả thi nhất. Ngoài ra việc xây dựng cầu cũng gặp phải khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, xử lý các thủ tục pháp lý liên quan, đặc biệt sự phức tạp trong việc hợp tác giữa các bên liên quan từ những quốc gia và vùng lãnh thổ cũng là một thách thức không nhỏ hiện tại chính quyền địa phương và các nhà đầu tư đang cố gắng giải quyết các vấn đề này để đưa dự án vào thực tiễn nhưng tiến độ vẫn còn khá chậm và chưa có thời gian cụ thể nào cho việc khởi công chính vì thế nhiều người cho rằng dự án cầu vượt hà tiên phú quốc khó khả thi và chỉ có thể nằm trên giấy tờ bởi việc thi công cầu vượt biển với tiềm lực tài chính và trình độ hiện tại của việt nam còn khó hơn cả lên trời nhưng không hề đó cũng chỉ đang là nhìn nhận ở một góc độ Bởi xét về mặt toàn diện thì việc xây dựng cầu vẫn có những yếu tố rất khả quan Về địa chất, Vịnh Thái Lan là một vùng biển khá nông với độ sâu trung bình khoảng 45 mét Riêng vùng biển ven bờ từ Mũi Cà Mau đến Hà Tiên và Phú Quốc có độ sâu trung bình dưới 10 mét Khá thuận lợi cho việc thi công Mà dù địa chất vùng đồng bằng sông Cửu Long yếu nhưng nền đất từ Hà Tiên ra Phú Quốc lại rất ổn định, vượt trội hơn so với các khu vực còn lại của đồng bằng sông Cửu Long. Về khí hậu vùng biển này có sông, gió không quá khắc nghiệt, thường ngày gió chỉ ở mức cấp 2 đến cấp 3, chỉ một vài ngày trong năm mới có cấp 6, cấp 7 và hiếm khi vượt qua cấp 7. Điều này do được che chắn bởi vùng núi ở phía Nam Campuchia, phía đồng đảo Phú Quốc và một phần núi thấp của Hà Tiên, Kiên Giang. Vùng này cũng ít có những hoạt động địa chấn và là vùng biển ít bão nhất trong cả nước. Về năng lực thi công, chúng ta nên biết rằng khả năng xây dựng cầu vượt biển của Việt Nam đã vượt xa những gì mà nhiều người tưởng tượng. Một minh chứng rõ ràng là vào cuối năm 2006, Việt Nam đã khánh thành cầu Thị Nài tại Bình Định, dài 2.500m, rộng 14,5m, với 54 nhịp, với tổng mức đầu tư là 370 tỷ đồng. Được mệnh danh là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Sau hơn 7 năm để giữ kỷ lục Cầu Thị Nại đã bị cầu Tân Vũ Lạch Ở Hải Phòng vượt qua với chiều dài lớn hơn nhiều Dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Có tổng chiều dài hơn 15 km Trong đó phần cầu dài hơn 5,4 km Với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng Và sau 3 năm khởi công Dự án này đã chính thức thông xe Riêng tại Hà Tiên, Việt Nam cũng có nhiều dự án quy mô lớn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, được xây dựng thành công như khu bến cảng Hà Tiên, Phú Quốc, vốn tổng đầu tư là 550 tỷ đồng, phục vụ lượng tàu di chuyển trên tuyến đường cùng tên và một số tuyến dọc biển Kiên Giang có sức chứa lớn cho tàu cao tốc và biến phà, đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ chính thức kết nối du khách trong và ngoài nước đến Phú Quốc thông qua đường thủy. Du khách đến từ Phú Quốc có thể chọn Hà Tiên là điểm tham quan nghỉ dưỡng trong hành trình du lịch của mình. Dự án đường hành lang ven biển giúp nối liền Thái Lan, Campuchia và Cà Mau có tổng chiều dài 950 km với tổng chi phí đầu tư là 8.247 tỷ đồng. Cụ thể đường hành lang biển bắt đầu tại Bangkok qua Campuchia và điểm cuối kết thúc tại Cà Mau. Đoạn trong nước Việt Nam bắt đầu ngay tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên dài hơn 217 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đơn giản hóa thủ tục khi quá cảnh sang Việt Nam và hình thành thêm một tour du lịch Việt hấp dẫn du khách. Điều này sẽ đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ giao thương du lịch của các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công khi đến Việt Nam. Cuối cùng, con lộ 80 nối liền nhiều tỉnh của Tư Giác Long Xuyên, trong đó có Hà Tiên, Hiện tại chủ trương nâng cấp mở rộng con lộ là 80 đã được đề xuất Hứa hẹn đem lại một tương lai phát triển về du lịch và kinh tế cho khu vực tiềm năng này Nói như vậy để thấy rằng Việt Nam đang sở hữu năng lực xây dựng cầu đường tổng hợp khá toàn diện Vì vậy việc xây dựng cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc không phải là điều quá xa vời đối với Việt Nam Bên cạnh đó về vấn đề nguồn vốn đã có một tia sáng lóe lên cho Việt Nam Dự án cầu về Hà Tiên Phú Quốc đã được một tập đoàn lớn phát triển địa ốc Singapore gặp mặt và làm việc với chính quyền địa phương để đề xuất đầu tư. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến cho cầu nối Phú Quốc-Hà Tiên có thể lên đến 12.000 tỷ đồng hoặc hơn. Nếu đã được thỏa thuận, dự án này có thể sẽ được khởi công xây dựng bắt đầu từ mũi nai Hà Tiên băng qua biển và kết thúc tại đá trồng phía bắc đảo Phú Quốc. Cầu vượt biển Hà Tiên sẽ có đầy đủ các loại hình di chuyển từ ô tô, xe tải, xe đạp đến hành lang cho người đi bộ. Ngoài ra cầu còn có các trạm thu phí, trạm nghỉ, trạm xăng dầu, nhà ăn và bãi giữ xe. Chính vì vậy, chúng ta có quyền hy vọng rằng dự án cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc sẽ nhanh chóng được khởi công xây dựng trong thời gian tới. Đó sẽ là lúc mà Việt Nam có được vũ khí lợi hại để đối phó với những dự án gây hại của các thế lực bên ngoài. Thế giới đã thành công với những cây cầu không tương tự. Vậy bạn có thắc mắc thế giới đã tạo ra những siêu dự án tương tự như thế nào? Các dự án cầu vượt biển trên thế giới thường gặp nhiều thách thức và khó khăn tương tự như dự án cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc. Nhưng cũng có những thành công đáng kể. Một trong những cầu vượt biển dài nhất thế giới là cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao dài 55 cây số, hoàn thành vào năm 2018. Quá trình xây dựng kéo dài 9 năm với chi phí hơn 20 tỷ đô la, đối mặt với nhiều khó khăn về kỹ thuật tài chính môi trường. Khó khăn kỹ thuật bao gồm việc xây dựng trên nền địa chất phức tạp, yêu cầu chống chịu động đất và bão, cùng với việc quản lý dòng tàu biển qua lại tại các tuyến hàng Hà nhộn nhịp. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao kết hợp ba đầu dây văng, một đường hầm dưới biển dài 67 km và bốn đà nhân tạo mỗi đảo mất 7 tháng để hoàn thành và phải được cắm chặt vào đáy biển bằng các xi lanh thép lớn. Tương tự, cầu Đông Hải được xây dựng vào ngày 26 tháng 6 năm 2002, khánh thành vào ngày 25 tháng 5 năm 2005 và chính thức thông xe vào ngày 10 tháng 12 năm 2005. Chỉ mất hơn 3 năm là hoàn thiện. Tổng chiều dài của cầu Đông Hải là 32,5 km, nhịp cầu chính dài 25,3 km, và điểm cao nhất là 159 m Cầu có 6 làn xe với tốc độ thiết kế là 80 km h Được biết cây cầu có tổng vốn đầu tư lên tới 1,1 tỷ đô la. Việc xây dựng cây cầu này cũng đối mặt với những thách thức kỹ thuật khi xây dựng trên nền đất mềm và phải chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cầu này đã góp phần quan trọng cho việc kết nối cảng nước sâu Sơn Dương với Tượng Hải thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực, khó khăn chính bao gồm việc ổn định nền móng và bảo vệ cấu trúc khỏi bị sói mòn và lực tác dụng của biển. Một dự án khác là cầu King Fahd Way dài 25 km nối liền Ả Rập Xê Út với Bahrain và chi phí đầu tư lên tới 800 triệu đô la, hoàn thiện vào năm 1986. Cầu này đã thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế giữa hai quốc gia dù gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý dòng xe cổ lớn và các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng như chống chịu nhiệt độ cao và sự ăn mòn do nước biển. Hệ thống cầu bao gồm nhiều đoạn cầu, cầu cạn nối tiếp nhau, yêu cầu kỹ thuật phức tạp để bảo đảm sự liên tục và an toàn cho giao thông. Những dự án này cho thấy rằng, mặc dù có nhiều khó khăn về tài chính kỹ thuật và môi trường, việc xây dựng các cầu vượt biển vẫn khả thi và mang lại nhiều lợi ích kinh tế lớn tuy nhiên khi nhìn vào thực tế những siêu công trình như kênh đào đông dương hay cầu vượt biển hà tiên phú quốc vẫn quá tầm với việt nam ở thời điểm hiện tại để thiết thực hơn việt nam có lẽ nên hướng vào những dự án thực sự cấp thiết và có thể tự chủ về vốn tránh phụ thuộc vào sự chi phí của ngoại bạc nhưng không thể phủ nhận rằng những công trình vĩ đại luôn bắt nguồn từ những ý tưởng táo bạo hy vọng rằng Việt Nam sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt trong bối cảnh căng thẳng này để giúp đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững lâu dài, chứ không chỉ chạy theo những lợi trực mặt. Quý vị có chia sẻ gì về hai siêu dự án này không? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.